Nằm trong chủ hoạt động Tết Quân dân năm 2023 của Quyện Cờ Đỏ, Quyện đoàn Cờ Đỏ phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Tết Sẻ Chia năm 2023. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà gồm các dữ yếu phẩm cho các hộ thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quyện, mỗi phần trị giá khoảng 350.000 đồng do Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn hỗ trợ. Bên cạnh đó, Quỹ ban nhân dân quyện Cờ Đỏ cũng đã trao tặng 50 suất học bổng hà quý giáp, trong đó 35 suất dành cho học sinh bậc tiểu học, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 15 suất dành cho học sinh bậc trung học cơ sở, mỗi suất trị giá 800.000 đồng.